Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tháng 4 nói riêng và 4 tháng đầu năm 2024 nói chung, với 3,74 tỷ đô la Mỹ, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 16,3%, giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng 27,6%. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,03 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 17,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 23,2%, nhập khẩu hàng hóa tăng 17,5%. Cán cân thương mại thặng dư đạt 5,27 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Với đà phục hồi kinh tế như hiện nay, dự báo thời gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực.